Video này sẽ hướng dẫn anh chị thao tác chuyển hàng và nhận hàng. Đầu tiên, anh chị chọn một kiểm kho trong phần quản lý và chọn chuyển hàng. Tại đây, phần mềm sẽ hiển thị danh sách các phiếu chuyển hàng theo thời gian đã chọn với các thông tin. Thời gian, mã hóa đơn, chi nhánh chuyển, chi nhánh nhận, trạng thái, tổng. Ngoài ra, có thể tìm phiếu chuyển hàng bằng cách nhập mã phiếu vào thanh tìm kiếm. Để tạo phiếu chuyển hàng, anh chị bấm tạo phiếu chuyển hàng. Tại đây, anh chị bấm vào tìm nguyên liệu, F4 để chọn sản phẩm, số lượng, tiếp theo là chọn ngày chuyển, chi nhánh nhận, sau đó bấm tạo phiếu VAN hoặc tạo phiếu. Hệ thống sẽ tự động phát sinh một biên nhận nhận hàng ở chi nhánh nhận, để xem thông tin phiếu chuyển hàng, anh chị chọn phiếu cần xem. Để in hoặc xóa phiếu chuyển hàng, anh chị chọn chức năng tương ứng ở góc phải phía trên. Để chỉnh sửa thông tin phiếu chuyển hàng, anh chị chọn chỉnh sửa. Sau đó bấm cập nhật phiếu VAN hoặc cập nhật phiếu. Lưu ý, anh chị chỉ có thể chỉnh sửa những phiếu có trạng thái đang chuyển hàng. Tiếp theo là thao tác nhận hàng. Đầu tiên anh chị chọn một kiểm kho trong phần quản lý và chọn nhận hàng. Tại đây, phần mềm sẽ hiển thị danh sách các biên nhận nhận hàng theo thời gian đã chọn với các thông tin, thời gian, mã hóa đơn, chi nhánh chuyển, chi nhánh nhận, trạng thái chuyển, tổng. Ngoài ra, có thể tìm biên nhận bằng cách nhập mã biên nhận vào thanh tìm kiếm. Để xem thông tin biên nhận nhận hàng, anh chị chọn biên nhận cần xem. Để nhận hàng, anh chị bấm chọn nhận hàng VAN hoặc nhận hàng.